Trên thế giới, EU đề xuất vòng trừng phạt tiếp theo lên kinh tế Nga. Taliban và Nga ký hợp tác thương mại. Người dân Cộng hòa Séc biểu tình phản đối giá năng lượng cao. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nhiều chính sách kinh tế trong quý 4. Tại Việt Nam, GDP 9 tháng năm 2022 cao nhất trong 12 năm. Đánh giá thiệt hại ban đầu của bão số 4. Đường sắt và hàng không hoạt động trở lại sau bão. Bộ Giao thông Vận tải phản hồi về việc mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Mở đầu là các thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen ngày 28 tháng 9 đã đề xuất vòng trừng phạt thứ 8 áp đặt lên kinh tế Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm hạn chế thương mại chặt chẽ hơn, đưa thêm nhiều người vào danh sách đen và áp trần giá dầu. Đề xuất đã được gửi tới 27 quốc gia thành viên. Theo một số nguồn tin, vòng trừng phạt này rất có thể sẽ gặp nhiều ý kiến trái nhau giữa các thành viên của khối. Do vậy, có thể phải tốn nhiều thời gian để các quốc gia thương lượng và tìm ra một đồng thuận. Bà von der Leyen nói khi đưa ra đề xuất, chúng tôi không chấp nhận trưng cầu ý dân ở Ukraine cũng như các hình thức sáp nhập. Chúng tôi quyết tâm đưa ra các lệnh trừng phạt mới để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa. Trước đó, nhóm 7 nước công nghiệp hay còn gọi là G7, trong đó có các thành viên EU như Ý, Pháp và Đức cũng thống nhất biện pháp áp giá trần với dầu mỏ từ Nga. Theo một số chuyên gia, vòng trừng phạt này có thể sẽ tác động ngược với kinh tế EU, khiến cho giá dầu mỏ và khí đốt lên cao, đẩy lạm phát tiếp tục nghiêm trọng. Truyền thông Romania đưa tin Bộ Ngoại giao nước này ngày 28 tháng 9 tiếp tục nhắc lại lời khuyên là công dân không nên đến Nga du lịch cũng như cần rời khỏi xứ Bạch Dương càng sớm càng tốt. Lý do, căng thẳng Nga phương Tây vẫn đang ở mức cao và tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Trước Romania, các quốc gia EU khác có động thái tương tự là Ba Lan và Bulgaria. Chính phủ Romania không nói rõ những rủi ro này là gì, nhưng có lẽ liên quan tới các lệnh cấm vận qua lại giữa hai bên. Khả năng khách du lịch nước ngoài bị mắc kẹt hoặc không thể thanh toán tiền ở Nga do các ngân hàng Nga đã bị ngắt khỏi SWIFT. Được biết, từ khi cuộc xung đột bùng nổ, Romania phản đối Nga và ủng hộ Ukraine. Romania cũng gửi nhiều hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Trước khi cuộc xung đột nổ ra, rất nhiều người Romania đi du lịch tới Nga hàng năm. Nga là một trong những điểm đến ưa thích nhất của người dân Romania. Thưa quý vị, theo truyền thông Afghanistan, lực lượng Taliban vừa ký văn bản hợp tác về thương mại với Nga. Theo đó, Nga sẽ cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu cho Afghanistan như khí đốt, dầu diesel và lúa mì. Quyền Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Afghanistan, ông G. Nuruddin Azizi, vừa cho báo chí biết như vậy trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói thêm, theo hợp đồng này, Nga sẽ giảm giá thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung trên thế giới. Đây cũng là điều Taliban mong muốn, vì họ cũng đang gặp muôn vàn khó khăn về kinh tế và tài chính. Theo ông Azizi, những mặt hàng trên của Nga sẽ ảnh hưởng rất tích cực đến kinh tế Afghanistan. Lúa mì giúp ngăn chặn nạn đói, khí đốt và dầu diesel giúp các công ty sản xuất làm việc trở lại. Đây là điều kiện tiên quyết để khôi phục lại kinh tế và thay đổi đời sống người dân. Hiệp định này cũng là một chiến thắng ngoại giao của Taliban, khi lần đầu tiên có một chính phủ nước ngoài ký kết với họ. Tính đến nay, sau hơn một năm quay lại cầm quyền, chưa quốc gia nào công nhận Taliban. Bên cạnh đó, việc đối xử bất công với phụ nữ cũng khiến Taliban thường xuyên nhận chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Truyền thông Cộng hòa Séc đưa tin, vào hôm 28 tháng 9, hàng chục ngàn người dân nước này đã xuống đường ở thủ đô Praha để phản đối giá năng lượng cao, phản đối NATO và phản đối Liên minh châu Âu-EU. Cuộc biểu tình do các nhóm cánh hữu và cánh tả tổ chức, trong đó có cả Đảng Cộng sản Cộng hòa Séc. Theo phía cảnh sát, ít hơn 10.000 người đã tham gia biểu tình. Đây là con số nhỏ nếu so với cuộc tuần hành ngày 3 tháng 9. Có đến hơn 70.000 người tham dự. Tổ chức chính trị Vì nền Cộng hòa của Séc đã liên tục hô vang các khẩu hiệu phản đối NATO, phản đối EU và kêu gọi Cộng hòa Séc trung lập về quân sự. Một người biểu tình tên Pavel Nebo, 53 tuổi, nói chính phủ này đi ngược lại lợi ích của người dân Séc. Họ chỉ phục vụ cho Liên minh châu Âu, Mỹ và NATO. Họ không quan tâm đến cuộc sống người dân. Một người dân khác cho biết chính phủ có hai nhiệm vụ chính là bảo đảm an ninh và thúc đẩy sự thịnh vượng xã hội. Chính phủ hiện nay không hoàn thành nhiệm vụ nào. Được biết, thời gian qua, giá khí gas và xăng dầu ở Cộng hòa Séc đã tăng mạnh do các lệnh trừng phạt của EU áp đặt lên kinh tế Nga. Nhiều người biểu tình kêu gọi gỡ các lệnh trừng phạt này. Đảng cầm quyền của Cộng hòa Séc vừa qua đã thất bại trong cuộc bầu cử địa phương khi mất lợi thế tại phần lớn các thành phố chính yếu vào tay đảng đối lập. Nguyên nhân được cho là người dân đổ lỗi tình trạng lạm phát hiện nay bởi sự bất lực của chính phủ.
Ông Irshad Dar vừa tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Tài chính Pakistan, là người ủng hộ mạnh mẽ việc can thiệp để ổn định thị trường tiền tệ. Ông cũng từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong giai đoạn 2013-2017. Tuy nhiên lần này, theo các chuyên gia, xu hướng trên của ông không dễ để thực hiện. Lý do là cuộc khủng hoảng kinh tế của Pakistan đang diễn biến phức tạp hơn dự đoán, cũng như các điều kiện chặt chẽ được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thiết lập trước khi cho vay. Ông Dar là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm, vốn xuất thân từ ngành kế toán. Ông được kỳ vọng rất lớn trong lần trở lại vị trí cũ lần này. Kinh tế Pakistan thời gian qua liên tục chứng kiến lạm phát cao, kho dự trữ ngoại tệ sụt giảm, đồng rupee nội tệ mất giá và ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến kinh tế xã hội của cơn bão lũ. Ông Yusuf Naza, chuyên gia kinh tế tại Citigroup nhận xét rằng ông Dar là một người theo chủ nghĩa can thiệp, là một thượng nghị sĩ, ông thường xuyên khuyến khích ngân hàng trung ương bơm ngoại tệ để nâng giá đồng rupee. Ông ấy cũng muốn lãi suất phải thấp hơn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của Pakistan khó khăn hơn chúng ta nghĩ, nhất là các nguồn ngoại tệ trong nước đã cạn kiệt. Do vậy, trách nhiệm của người đàn ông 72 tuổi lần này là vô cùng khó khăn. Quý vị thân mến, Bộ Kinh tế Israel ngày 28 tháng 9 cho biết Hiệp định Tự do Thương mại với Hàn Quốc sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới. Điều này dự đoán sẽ giúp hạ giá rất nhiều sản phẩm nhập khẩu vào Israel như ô tô, đồ chơi trẻ em, máy chơi game và nước tương. Đây đều là những mặt hàng thế mạnh của xứ Kim Chi và sẽ giúp giảm nhẹ phần nào lạm phát tại nền kinh tế hàng đầu Trung Đông. Thỏa thuận đã chính thức được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn vào ngày 27 tháng 9. Bộ Kinh tế Israel đánh giá thỏa thuận này sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Israel, vì các doanh nghiệp Hàn Quốc rất mạnh trong nhiều lĩnh vực. Nếu không linh hoạt, thay đổi và cải tiến, sẽ không thể cạnh tranh lại. Bộ Kinh tế cũng dự đoán thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho Israel khoảng 141 triệu đô la Mỹ một năm. Ngoài vấn đề đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, Bộ Kinh tế Israel cũng kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư. Ngoài Israel, Hàn Quốc đã ký thỏa thuận thương mại tự do với 18 nền kinh tế khác. Do vậy, Hàn Quốc hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giữa hàng hóa Israel với nhiều quốc gia khác. Được ký vào tháng 5 năm 2021, đây là thỏa thuận đầu tiên như vậy giữa Israel với một quốc gia châu Á, sau khi chính thức có hiệu lực vào tháng 12 tới. Hơn 95% hàng hóa Israel xuất sang Hàn Quốc sẽ được miễn thuế. Được biết, kim ngạch thương mại hai nước năm 2021 là 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm 2020. Ngoài Hàn Quốc, Israel cũng mới ký hiệp định thương mại tự do với UAE, cũng như đang đàm phán với Trung Quốc, Việt Nam, Bahrain và Vương quốc Anh. Truyền thông Trung Quốc cho biết kinh tế nước này đã phục hồi tích cực và ổn định trong quý 3. Trong quý 4, nhiều chính sách cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn để tiếp tục đà như hiện nay. Đó là phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường đưa ra vào ngày 28 tháng 9 vừa qua. Ông Lý nói tiếp, để đối phó với các điểm nghẽn khó khăn, chúng ta cần tiếp tục mở rộng đầu tư để thúc đẩy tiêu dùng, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia thị trường và tiếp tục các gói hỗ trợ để ổn định kinh tế vĩ mô. Ông Lý cũng thông báo từ tháng 5 đến nay, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra hơn 50 chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn chưa như mong muốn vì còn chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 và sụt giảm lĩnh vực bất động sản. Được biết, trong tháng 8 vừa qua, kinh tế Trung Quốc đã phục hồi tốt, tăng trưởng GDP nhanh hơn dự kiến, các nhà máy mở cửa lại, doanh số bán lẻ vươn lên mạnh mẽ. Thời gian gần đây cũng có một vài dấu hiệu cho thấy Trung Quốc muốn nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2022, nhưng theo một số chuyên gia, con số có thể chỉ là trên dưới 3%. Ngân hàng Thế giới cũng đánh giá GDP của Trung Quốc năm nay có thể tăng trưởng khoảng 2,8%, thấp nhất kể từ năm 1976. Mở đầu phần tin trong nước là các cập nhật về tình hình kinh tế của quý 3. Thưa quý vị, theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 của nước ta ước tính tăng rất cao, 13,67% so với cùng kỳ năm ngoái. GDP 9 tháng năm nay tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ đã phát huy hiệu quả. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, khu vực dịch vụ tăng 10,57%, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 năm 2022 cũng tăng 0,4% so với tháng trước, chủ yếu do giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023.
Có thể thấy kinh tế xã hội 9 tháng năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi xung đột ở Đông Âu kéo dài, lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ. Xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ tài khóa ở nhiều quốc gia, thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu lục. Song kinh tế nước ta vẫn khởi sắc ở hầu hết các lĩnh vực. Thưa quý vị, bão số 4 đã đi qua. Hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra đang được các địa phương khẩn trương triển khai. Theo thống kê ban đầu, tính tới chiều ngày 28 tháng 9, các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có hàng trăm ngôi nhà bị sập, hư hỏng, tốc mái, hơn 9.400 trạm biến áp, bị sự cố mất điện và 15 xã bị mất điện, gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh tại địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai. Về thiệt hại nông nghiệp, có gần 300 hecta lúa, 900 hecta hoa màu, thủy sản bị ngập, hơn 1.660 con gia súc, gần 1.500 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Theo đánh giá của chính phủ, mặc dù bão số 4 có cường độ mạnh, đổ bộ vào đất liền vào ban đêm, nhưng nhờ sự chỉ đạo vào cuộc, nỗ lực của các cấp ngành và người dân nên việc phòng chống bão đạt hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Cũng liên quan tới cơn bão số 4, sau khi bão tan, ngành đường sắt đã tổ chức chạy lại tàu bình thường trên tất cả các tuyến từ tối ngày hôm qua 28 tháng 9. Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR cho biết, do ảnh hưởng của bão trên tuyến đường sắt Bắc Nam, nhiều vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, cây đổ vào đường sắt phải phong tỏa. Tuy nhiên, các đơn vị đã hoàn thành tổ chức cứu chữa, khắc phục, giải phóng xong chướng ngại vật trên đường sắt, đảm bảo giao thông thông suốt. Trong khi đó, các hãng hàng không trong nước cũng đã khôi phục hoạt động khai thác tại những sân bay bị ảnh hưởng bởi bão số 4. Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng tăng chuyến bay, đưa máy bay thân rộng Airbus A350, Boeing 787 vào khai thác để nhanh chóng kịp thời phục vụ các hành khách bị ảnh hưởng. Đồng thời lưu ý hành khách, hiện tại trong giai đoạn sau khi bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tình hình thời tiết tại một số khu vực vẫn diễn biến phức tạp và có thể ảnh hưởng tới các chuyến bay. Do đó, hành khách cần lưu ý chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay, lịch trình. Thông tin về thị trường vận tải, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong 9 tháng đầu năm, ngành vận tải đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh ở các lĩnh vực, đặc biệt vận tải hành khách. Cụ thể, số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ở lĩnh vực hàng không, lượng hành khách thông qua cảng hàng không 9 tháng ước đạt 75 triệu khách, tăng hơn 162% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số lượng hành khách thông qua cảng hàng không quốc tế ước đạt 6,7 triệu khách, tăng 1.797%. Ngành đường sắt cũng ghi nhận kết quả ấn tượng với sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 3,4 triệu lượt khách, tăng 176% so với cùng kỳ. Đối với vận tải đường thủy, lượng hành khách vận chuyển đạt hơn 201 triệu lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021. Vận tải hàng hóa đường thủy cũng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 292 triệu tấn. Những con số trên phản ánh kinh tế xã hội đã trở lại hoạt động bình thường, có sức bật tốt sau khi cơ bản khống chế dịch bệnh. Chuyển sang thông tin về ngành nông nghiệp. Thưa quý vị, hiện nay các địa phương trên cả nước đang tập trung thu hoạch lúa hè thu. Tính đến thời điểm này, cả nước đã thu hoạch khoảng 6 triệu hecta lúa, năng suất bình quân đạt hơn 63 tạ một hecta, sản lượng thu hoạch đạt hơn 40 triệu tấn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành nông nghiệp và các địa phương đã quyết liệt thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu kép là duy trì tăng trưởng trên tất cả lĩnh vực, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, song song với bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho thị trường. Trong 3 tháng cuối năm 2022, thời điểm quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã tăng tốc sản xuất, ổn định nguồn cung cho thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương theo dõi tình hình thời tiết, sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng. Cùng với đó, các tỉnh, thành phố cần tiếp cận thu hút đầu tư để phát triển nền nông nghiệp theo hướng tích cực, hiện đại, có các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tích hợp nền nông nghiệp đa giá trị, giúp nông dân làm quen với nền kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các hợp tác xã trên cả nước hiện đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, tổ chức kinh doanh trong thời đại khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Hiện cả nước có hơn 17.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 21% hợp tác xã lập kế hoạch tổng thể cho thương mại điện tử, 23% hợp tác xã bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, 21% hợp tác xã xây dựng website, các hoạt động ứng dụng số hóa giúp hợp tác xã chuyển đổi mô hình linh hoạt, giảm chi phí, tối ưu nguồn lực, từ đó tạo ra giá trị mới và nâng cao hiệu quả trong tình hình mới. Song để thúc đẩy và nâng cao chuyển đổi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung thực hiện nhiều chương trình liên quan đến công tác chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp như đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ trong lĩnh vực, tập huấn từ xa, nâng cao năng lực cho các cán bộ, các hợp tác xã và nông dân, hỗ trợ trang thiết bị, công cụ phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực của Trung ương và các địa phương.
Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát, hoàn thiện và ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo hướng bền vững trong bối cảnh mới. Một tin tức về đầu tư hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chiều dài 55,7 km với 4 làn xe được đưa vào khai thác năm 2016. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, từ khi đưa vào khai thác, phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc này liên tục tăng, rơi vào tình trạng quá tải. Do đó, các địa phương kiến nghị mở rộng, nâng cấp tuyến đường để khắc phục tình trạng quá tải, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường huyết mạch. Vì thế, vừa qua, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC đề xuất thêm phương án triển khai mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài 22 km với 8 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng. Theo đề xuất, ở giai đoạn 1 sẽ có kết cấu phần dưới 5 làn xe, kết cấu phần trên 4 làn xe, cầu chính 5 làn xe. Trước đề xuất trên, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã ghi nhận đề xuất. Tuy nhiên, Bộ nhận thấy phương án này không khả thi do hiện nay không còn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bố trí cho dự án như đề xuất. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị VEC cập nhật thông tin để đề xuất phương án có tính khả thi. Chuyển sang các thông tin kinh tế địa phương. Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho thấy, kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài 9 tháng qua rất khả quan trong bối cảnh diễn biến kinh tế và hoạt động đầu tư quốc tế còn nhiều khó khăn. Ước tính đến cuối tháng 9, Hà Nội thu hút gần 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Các nước đầu tư vào nhiều dự án nhất dẫn đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Đa phần tập trung vào các lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng, công nghệ thông tin, viễn thông, công nghiệp chế biến. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội khẳng định, đây là kết quả tích cực giúp Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, chất lượng, hiệu quả và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn nhiều hạn chế để tăng cường số lượng và chất lượng trong thời gian tới. Hà Nội có chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp nhà đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp. Liên quan đến giá xăng dầu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Công Thương về giải pháp điều chỉnh khi giá xăng dầu biến động vượt ngưỡng. Cụ thể, để đảm bảo duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Công Thương có giải pháp điều chỉnh công tác điều hành giá theo hướng kịp thời, linh hoạt, theo đúng chu kỳ, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ Tết. Đồng thời ghi nhận các khoản chi phí phụ phí xăng dầu trong nước từ nhà máy lọc dầu về tới kho của doanh nghiệp đầu mối vào cơ cấu giá bán lẻ nhằm phản ánh đúng chi phí thực tế và đảm bảo tính đúng, tính đủ giá cơ sở hiện hành. Đáng chú ý, thành phố kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu tỷ lệ và cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh linh động, đột xuất khi giá biến động vượt ngưỡng để đảm bảo sức chịu đựng của doanh nghiệp. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố có tình trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm hết mặt hàng xăng hoặc dầu dù vẫn mở cửa bán bình thường. Qua kiểm tra nắm tình hình, phản ánh từ các đơn vị kinh doanh xăng dầu cho thấy một số doanh nghiệp đầu mối, thương nhân cung cấp xăng dầu chưa đảm bảo việc cung cấp đủ số lượng xăng dầu hoặc cung cấp thiếu hụt ở một số thời điểm. Trong khi đó, liên quan đến dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa gửi công văn khẩn tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ vốn dự kiến tăng thu của thành phố để thực hiện dự án. Theo đó, thành phố kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Thành phố Hồ Chí Minh để chi cho dự án vành đai 3 là 19.449 tỷ đồng. Trước đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành chỉ thị số 18 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án vành đai 3 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị này được quán triệt phổ biến đến các cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố. Dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 76 km đi qua 4 địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua chủ trương triển khai đầu tư. Dự án có 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện 2 dự án bao gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch đề ra, các địa phương đang nỗ lực để khởi công dự án vào giữa năm 2023. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tạp chí Today Life ngày hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.